Đấy, cái món dưa mật đấy cả nhà. Bốc khó nhỉ. Tiếp cho rau. Hai ông con mày. Ôi đông đặc luôn nhỉ. Ôi giời ơi. Ôi giời ngon tuyệt vời. Đấy. Anh em cũng tự nhiên. Đánh tráng. Đánh tráng với nhau. Ôi giời. Ngon quá. Ăn nước đi ông nào, ăn nước đi. Ôi giời. Cậu với ác không? Ôi giời. Hello. Này toàn xin chào tất cả đại gia đình nhá. Chúc đại gia đình thật nhiều sức khỏe. Hôm nay mình lại chia sẻ cái món đặc sản vitamin gâu gâu. Món thịt cầy cả nhà. Đấy, mưa ngày mưa gió bão bùng này làm cái món này là quá là hấp dẫn cả nhà. Đấy có hai con cả nhà. Tí nữa thịt lên một con. Thịt con to. Con bé là để lại. Mới mưa bão xong, thời tiết rất đẹp cả nhà. Hello, xin chào đại gia đình nhà mình. Đấy, nằm xấu cái dao, nên Quyền đang dao. Mài dao. Hello mọi người. Rồi, hello. Nước này đang đun cái sóng to cả nhà. Chắn cái bàn này có gió nó to, thổi nó bạt nửa. Mình có cây đào này. Cây đào này chú Nghĩa chú ấy ghép cho rất chi là xanh tươi cả nhà. Bão to thế mà cũng không thể đổ được. Đấy, mắm tôm này, riềng, xả, lá mơ. Đấy, đủ hết. Đấy, chào đại gia đình. Không có rụng. Đấy, xài quá cả nhà. Mày ngói thì không tỉa được, tỉa được thịt. Chào cả nhà. Rồi, chào đại đình. Bữa xong phải ngon quá. Bữa xong phải ăn thịt chó nữa. Bác đang sửa cái khỉu à? Cục thì chả chó. Chả chó à? Bắp chó ngon lắm. Nóng hổi. Không biết đã chín chưa mà ăn này không là tí. Nóng. Cứ nóng hổi này ăn ngon nhất là review trước cho cả nhà xem ngon lắm, ngọt. Đấy, cái nóng hổi này ăn là quá tuyệt vời. Bắp chả chó ngon. Đúng rồi. Thơm thế. Ngon lắm cả nhà, nóng này ăn ngọt rồi nóng. Ăn như kiểu thổ cho chú view. Rớt nước miếng luôn. Vậy ăn nóng hổi mới ngon. Nóng quá. Chào nha. Rồi xin chào, bác đang ngồi đợi, đang ngồi chờ đợi để triển khai. Bưởi rất nhiều. Đây là món này là món nấu dưa mận đấy cả nhà. Đấy, nấu dưa mận. Thơm lắm cả nhà. Dưa mận rất thơm. Đấy. Lôi này ăn thoải mái không hết được. Còn cầy nó rơi vào 15-16 cân. Mình nuôi là chỉ để thịt thôi cả nhà. Thơm quá. Cả nhà nhá. Rồi đấy. Thanh niên hùng. Đấy, hôm nay bác Phởn bác ấy thể hiện cái món tiết canh cầy. Để cho bác Phởn thể hiện nó mới chuẩn. Nóng hổi, nóng lắm. Cho vào cái tải. Ui dồi ôi, toàn nó xuống tốt nhà luôn. Đấy, cái món dưa mật đấy cả nhà. Bốc khói nghi ngút. Đấy, đấy, đưa ra xong rồi. 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 Bắt con phải thu nhá. Mềm. Đúng tầm. Thu à? Quyền đang thái lòng rồi. Tình nào? Thái lòng với thái thịt. Cũng nhỏ ăn mà mầm nông thôn bộ nhiều. Thế nào? Rồi đánh vào một cái đĩa tây này là thoải mái ăn. Bác phải đếm chuẩn mà. 2 3 4 vừa là nhiều mà. 5 6 7 8 9 Bác cứ cho 10 môi đi, à 10 xìa đi. Rồi thế rồi 10 xìa là được. 15 nước nhỉ? 15 nước. Đấy rồi. 10 xìa 15 nước. Chồng mấy nước xìa 10 nước. 11 nước thôi. 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10 11 cho 12 đi. 12 kéo chắc chắn. Rồi. Quá chuẩn rồi. Bây giờ cái quấy đảo nên là vào một cái đĩa tây to này là tuyệt vời. Tuyệt vời ông mặt trời này. Đấy, tiết canh cầy đỏ rực rỡ. Anh như này. Đấy, vậy là đã xong rồi nhỉ? Thái xong rồi. Làm vào 3 mâm. Thế thôi. Tần anh em trong gia đình hết chứ không có ai hết cả nhỉ. Đấy, cái món này là món đu đủ hầm xương cả nhỉ. Đu đủ hầm xương. Đấy. Hầm tỏi. Chân. Đu đủ này ngon đấy cả nhỉ. Tần cái cây vườn nhà trồng được hết. Bốc khói nghi ngút nhỉ. Đấy, cái xương đấy, cái tỏi đấy mới ngon. Đấy, vậy đã xong rồi cả nhà. Đấy, làm ba mâm. Ở trong nhà thì là bà mấy cả con cháu này ngồi trong nhà hết. Đấy, ở ngoài này thì là có bác Phởn, Lê Quyền, chú Xuân, chú Nghĩa tổng hợp, mấy cháu Hùng với cả bác Biển, Lê Toàn hết rồi. Tần như là anh em con cháu nhận người nhà. Đấy, còn Lê Hân nữa, đừng quên này. Đấy, này còn Lê Hân nữa. Gương mặt thân quen. Đấy, thịt cầy, tiết canh cầy, tỏi cầy. Đấy. Đây là tỏi cầy này. Rượu mận. Thịt cầy. Đấy, và tiết canh cầy. Và món thịt cầy nấu xương, nấu đu đủ đấy. Thế là ngon lành anh Đào, đủ món rồi. Nào xong là rè cái cho nó khi thế nhá. Mời ở đây đi nhá. Tí mắt rồi làm con cây, làm một lồi để anh em lâu ngày không gặp nhau. Mời cả nhà ăn mẹ anh em mình nhá. Rồi. Đây, cây một lồi. Chú vợ. Nào. Quá tuyệt vời. Cây mà dễ đấy. Tuyệt vời gọi là như mọi lần. Cả nhà dùng đi nhé. Mời gia đình của anh em thôi. Cả nhà dùng cho thoải mái đi. Ngọt hết nhỉ? Ngọt lắm. Đó là lấu món này đấy. Bác bác Xuân. Cứ vào có biển. Vừa vặn ngọt quá. Vừa vặn ngọt à? Ngọt đấy. Ngoan. Quá ngon. Châm tiểu. Thằng cu cháu là châm tiểu. Nào bác Phở làm miếng cho nó hấp dẫn. Đấy à, bây giờ chó xào. Đấy là quên cái món thịt cây xào này nữa đấy. Cây xào xả ớt. Cây xào xả ớt, chính đó nhiều món là phết nhỉ. Trời ơi, chẳng qua là người chơi biết thôi, đủ các món đấy. Cả cây xào nữa đủ cái món. Gọi là 7 món thì chẳng hạn gì. Nhưng mà cứ nói cho tôi ai làm. Thế bảo là nhiều món là phết. Đặc biệt là ngon luôn. Chợ chợ. Ok. Ngon lắm. Ngon. Cái giỏ xào này không ăn ngon hơn tổ. Đấy. Tự nhiên đều nhá, quay có bạc. Tự nhiên đây. Nó hơn con lòng mèo. Bác Biển nếu anh hoa mắm tôm à? Nó hơn lòng mèo. Chỉ có mỡ. Mỡ một canh này đừng có nói mắm tôm. Thêm mỡ lòng anh. Có. Lòng xuân nó xù rồi. Lòng là giấu ở dưới rồi. Giấu kín ở đấy. Ui dồi. Ê, vẫn moi được miếng lòng chứ, chính là chứ hân tinh thật. Chó là đầu tiên cứ phải cái miếng lòng á. Không biết điều mình thì món là sở trường này đâu. Quấy thật mạnh lên. Ăn thật đậm vào. Mạnh ai ăn món được ăn gì ăn mạnh nó nóng. Ai ăn món gì được thì cứ ăn theo khẩu vị mỗi người. Đỗ tầm. Anh vừa anh bảo rồi, khẩu vị mỗi người. Tuyệt vời. Mời cả nhà nhá. Đây cái cảnh. Thế mới sướng. Chua nhà Trung Nghĩa đẩy. Ba chú chỉ chua cái sao Trung Nghĩa. Ăn thịt thì là ai thì cứ ăn toàn. Chiếu này quay giang này tình ngũ cấp đôi với nàng tính nhỉ. Đấy, cho người cuộn vào cái đấy mới là ngon đấy. Đúng vị của nó. Trời mỡ. Trời mỡ. Ăn mỡ này nó. Mỡ cả lạc. Bên nội thì ăn lạc. Đấy, không phải ăn mỡ. Phải ăn thế mới sướng. Giòn mà. Nhâm trẻ bây giờ nó thích ăn thịt. Trời mỡ chị. Mỡ mới á. Mỡ chỉ có cho. Đây nè.
Thịt cây nấu riêng mẻ. Riêng mẻ. Nói nôm nữa là thịt cây nấu giá cây. Giá cây rồi, riêng mật đấy. Hai đĩa, hai đĩa. Cái hiểu nhau rồi. Quá ngon. Ngon mà. Ngon. Ôi giời. Nào món này bây giờ mới được ăn đấy. Ôi giời. Bây giờ mới được ăn. Ôi sao lại ngon thế? Rồi chó xào xả ớt. Người ta bảo là rồi chó thì rồi ông Xuân rồi qua ông Nười ông rồi mỗi đoạn ông mang cái xào ớt. Nhấm nhấm đi MC à? Ừ. MC là chào MC cái. Ai dạ. Má ơi, lạnh rời lắm. Ông gì dạ. Thấy anh em đi ăn cơm nói câu chuyện nó rất vui. Nhưng được cái là nó mát trời. Tình cảm anh em hiếm có đấy. Nó thật sự là hiếm có đấy. Không phải anh ạ, thấy họ là mình mát trời. Họ như thế đấy. Họ như mình cũng là phải đó mình hiểu nó vui tính. Hiếm có đấy. Có từng là tra truyền để lại rồi. Món này xào ngon. Ôi đây thằng cháu. Cháu xin phép nhá. Ờ thôi cháu xử cái món này trước đi. Làm món tỏi chó. Đấy, làm món tỏi chó. Vừa đấy. Ôi giời, quá ngon. Rồi đây, gặp miếng tô vào nha, mắt vào, gọi là múc bàn, tỏi chó. Ăn thì thôi. Đấy. Tính vào. Ăn thế mới sướng, đấy. Quá tuyệt vời luôn, ngon. Thôi ông vào nhanh còn kịp. Đấy, cởi áo ra cho nó mát mẻ xong vào đây. Cởi quần áo ra. Thịt chó là phải có mắm tôm rồi nhỉ. Không để quên được cái món mắm tôm. Đó, phải có mắm tôm nữa ngon. Ma tà quỷ dữ nữa. Thằng ông đến, tí ông đến để chúc mừng sau. Đấy, lại, chúc mừng ông. Ông chưa hoa lấy cho cái chén nữa kìa. Ở cái... Rồi, chúc mừng ông uống đi bác. Rồi. Rồi, đang máy đang soi vào rồi. chúc mừng ông. Đã bảo rồi. Nào, nào cái miếng, chú Xuân, nào cái miếng. Gan. Gan à? Vẫn còn gan à? Ồ. Gan đâu mà thái. Gan đang một nửa buồng này. Còn một nửa thái. Đây bố ơi. Cháu này nửa hạt, một nửa mỡ. Nửa mỡ. Đấy, bác cứ lấy cái chấm mắm tôm. Đấy, bác ấy. Quấy mắm tôm là ngon. Quấy mạnh mà. Ngây lắm. Cái mỡ này chỉ có nấu rồi mẻ. Đầy đủ hết nhà, không cả ăn gì hết. Rồi. Ừ. Ui giời, tổng độ thế nhỉ. Cháu lửa lạc với mỡ này ăn ngon, nó ngọt, dìu luôn. Chú quyền tôi gấp đôi. Gấp đôi. Chú kẹp cả miếng mỡ này vào ăn nó mới ngọt này. Kiểu ba chỉ này, hai miếng đấy một miếng này ba chỉ. Thôi để em. Thôi nào này lên một cái nữa để chuẩn bị đó đồng họ vào mâm nào như này. Liên tục như này. Đục lắm. Đấy, đấy mừng ông họ đến bây giờ mừng ông họ chuẩn bị vào mâm. Hôm nay mát trời mà thì con chó ăn sườn. Bà nuôi là cứ để anh em con cháu thịt thôi. Thế rồi. Tinh vào. Đừng để cho bà bán. Đấy. Đấy. Không rồi ông bay thì tao với cái ông bay bắt thì tao ông bay mà để cháu làm. Rồi. Đây nữa một miếng này nữa cho đỡ ngấy. Rồi. Mới nhất. Rồi. Miếng là một miếng xào nữa. Cho nó quá đầy quá. Ui đúng rồi, mình quên cái này đấy. Nó phải đầy nhất. Nước sườn. Nước sườn. Nước sườn à? Mắm tôm. Gì mắm tôm? Chấm mắm tôm. Lâu vào. Đấy. Ngon. Trời ơi, mời đại gia đình nhà mình nhá. Wow. Sướng này tới điểm. Quá ngon. Nhanh nhanh. Ngồi nào cháu ơi. Đây. Đấy, chờ chỗ đẹp thì nhiều. Ngồi đây cho thầy trò nhục. Thôi 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 đấy. Bia. Bia ấu. Đấy, ông ngồi như đấy. Ngồi khoanh chân vào cho nó đẹp đấy. Thế. Khoanh chân vào cho đẹp. Ông. Đấy là ba chỉ đấy. Đấy. Kéo dài. Chó chấm mắm tôm chú đã làm việc. Sướng nhỉ. Ui giời. Chú nhà mình đã tắm miếng thịt chó ba chỉ trong bát mắm tôm. Bỏ làm kìa gió hết đi thằng cháu. Gió gió cái để cạnh cái để. Nhưng mà nhưng mà nấy về về anh đủ bá đấy. Để đón ông họ vào mâm cái. Chưa vào nó đón ông họ ba chén này hai chén này. Nhiệt liệt chào mừng. Nhiệt liệt chào. Như kiểu quá đi. Hôm nào bác tính cho ông một hoa hồng nhá. Nào, đây là cái bàn đi cưng. Bác là cứu cố mình vai. Chúc ông sức khỏe. Rồi, mời ra đây nhá. Đã trở về. Đấy, ở đây thì có mỗi mình ông họ là cao tuổi thì phải lưu tục. Còn sống ngày nào thì các con cháu này nó cứ bầu víu ngày mai mốt ông chết rồi, ỏi nó bỏ 20.000 các con ơi, ông không sống văn tư của những con. Mùa mai mà xé gà thì đi ăn đi thôi. Ngồi uống đi kìa, cả làng uống hết rồi. Thánh ăn tiết canh. Đấy. Này, rau sắc vào cặp díp. Tinh này không? Anh canh tăng lắm. Chấm này. Ông muốn chấm món nào chấm? Chấm tôm. Đấy. Rồi, ông chấm tôm là ngon đấy. Tôi cho rượu. Em món tôm mà hướng đến đúng không? Về còn một canh ở hướng này. Thế là vẫn thua, chưa thua. Nói đấy, ông có con mèo 4 cân, ông muốn bán to lắm. Rồi này, ông nói.
Nhưng mà đúng ra cái ghế này phải thái mà hơi mỏng thì nó nữa rồi. Hay dày. To càng già càng ngon. À hỏi to khoảng 3-4 cân. Ừ, 100 cân nó bắt được. Ông hỏi bao nhiêu bảo bây giờ 100 thôi nhưng mà ở quán mua lại nó là phải 120. Bắt được, bắt được. 3-4 cân là già rồi đấy, ăn ngon rồi đấy. Ông hỏi ý bà thế, thế bác hỏi bán mà ừ. Hai cái đâu? 100 loại mèo tầm 3 cân rưỡi, 4 cân 100 là bán là người ta bán cái hợp lý rồi. Đấy mình đi mua có loại 4 cân người ta bán thì có 100 mèo thì thỏ mua lại rồi. Ông bán cho hai. Rồi. Thế nhưng mà ai làm ai ăn? Mình phải làm miếng ai làm ai ăn anh vẫn cứ thế thôi. Mình không. Nấu giả cầy. Cảm ơn nha. Cái kéo đồ đồ đồ. Cái này nhanh nhanh bây giờ. Kể cả nước bọt vào được. Nên sạc thế. Đừng nấu món nào nó vương lên là ngon. Không có sơ cái tỏi là nhất. May nó giòn quá. Qua tầm này nó đang quay nó báo. Đấy đang rồi xin mời đại đình. Anh quá cơ. Này nó hơi hơi tối. Phản đòn câu này được đấy. Thịt cầy. Khi nó sang đủ mẻ vào rồi, nó mẻ nó cũng tươi mẻ nó. Nó tuyệt vời luôn này. Chủ làm biến không có. Thằng nước quay này phải bảo quay, nó nói với bà nó. Quả này gọi cháu ơi. Cháu đấy, cháu. Cháu cháu đâu phải gọi ông. Khi ông phải hỏi nhầm tí nhá, có phải con rể ông anh gì đâu. Ông thì còn hỏi chiêu nữa. Vâng. Rồi, mời đi cháu. Hiếu mà nông này không gặp ông ấy. Kính kính ông. Bây giờ là gọi ông hỏi sốc ấp lắm. Hỏi bây giờ gọi ông nhưng mà mấy tháng sau là phải gọi bằng cụ. Cụ quá. Cụ rồi, con đây cụ rồi. Không sắp nó chưa. Nó sắp gọi cụ. Cảm ơn nhé. Bắt tay nó bắt cô đó. Nhục. Bướng đi. nhưng mà bia đấy nổi tiếng nhỉ, phải không? Ngon nhỉ, ngon. Bia đấy, bia đen, bia mà anh quay đấy. Bia Hàn Quốc ấy. Ôi, cháu chịu, bia đấy, bia bên Mỹ đấy. Không thấy cháu ở đấy. Ôi, thấy nó sao được? Bố cháu đâu. Thằng đấy là mảng ăn cậu cứ nói thế, mảng của bố đâu sao được. Đúng. Nhiều thằng không biết rồi, nhưng mà ông ngon. Quá nhục. Người, con giáo. Thế bây giờ nhiệm vụ của người ta về phục vụ mình thế thôi. Mua toàn diện sai hết rồi, không có diện ăn sống. Châm rượu, rót rượu cho các sếp như thế nào nữa. Ngồi thế rồi, nó có đấy rồi. Nhưng mà anh vẫn thua, thằng anh nhảy, thằng nhảy đấy. Cháu nhảy có đẹp hơn. Dạ và đưa tay để anh xem bói. Thằng ấy nhảy. Nào Keng. Keng. Keng, anh mời bác Biển đấy, chúc. Mời cho Toàn nhá. Rồi. Keng, hết đây, chú ra trước đây. Mình cốc to. Chú uống cốc vại. Mình chơi cốc to, bác Biển vẫn chơi cốc bé. Chồng đi lên. Nữa. Ừ đấy. Vào đây. Nhìn tinh vào. Ba cái chơi con bé quá. Vẽ định thế. Cười con bé quá. Tinh vào. Nặng ngoằng cứ biết đây là nhục lắm. Ai chả ăn sáo hồng mưa đủ. Ai à? Sương gió hồng mưa đủ. Gió hồng mưa đủ là nhất. Về rồi. Úi giời. Đấy. Về. Hỏi là các ông với cả các bác này ăn đông ăn tây mà cháu ở trong nhà này cứ quay về ăn ăn mạnh thì không phải ngại đâu. Tới bên thì ngồi đây không gặp con chú bác ngồi ở nhà nhá. Rồi mời cả nhà ăn uống bốc nhóm ấy, mời cả nhà. Ủa vợ nói mà toàn ngồi các ông đang đông nó đông từ lâu rồi, ông kia đang đông. Thương ông bị đau chân, nó sưng nó tấy nhục quá cơ. Ui giá cả ngon nhỉ, thì có chó mà có giá cây rồi nha. Mình dùng mặn nha, mình nhá. Dùng mặn đấy. Không có, chó không có dùng mặn cũng có đi. Đúng rồi. Tháng đầu của nó là tổ tiên để lại thì chó mà nấu rượu mặn giả cây. Mấy bà 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 Xuân à. Dạ. Có món đi thẳng đấy. Ba ông con mình đấy. Ba ông con. Ba ông con đấy bảo. Ba ông con này. Có vợ mấy đứa nào? Ba cháu rồi. Cháu. Đi. Nhiều quá. Tự nhiên đi. Ai để liên tục? Ai để liên tục? Nhiều quá. Tôi mình liên tục rồi. Ôi trời. Ông ơi. Cái ông đang ăn. Tay bệt. Tay dơ. Thôi. Đây. Thua. Giả nắp. Ông nắp. Ông muốn là gầm cái tỏi giỏi à, khỏe thế kia cơ mà đấy. Răng vẫn răng như thanh niên. Như thanh niên còn mình bây giờ răng thua rồi, răng cháu bây giờ co rồi. Tiết canh phải có sụn thì mới ăn. Đấy, gắp nghề đũa nghề dài gần hết cái đũa. Thánh ăn tiết canh. Có con chó này một quay ăn à. Đâu nữa đấy, tinh mà không. Đấy là những dầu chó. Làm ít, nó khoảng món đấy. Cái này bao nhiêu cân? Con nó rồi có một cúc này à các bạn. Hơn chục cân. Sao mà nói cái gì.
con rồi. Em cứ giờ số em mà biết rồi. Đấy mới ngõ cái gì. Chứ nếu mà làm thế là sao mới có khách thế nào? Cho anh em khúc bé hút rồi. Đây rồi. À, trời ơi. Trời ơi, cả nhà này. Mắt rời. Đoạn cuối. Đoạn cuối của cuộc tình. Ngon. Cứ rót ra bỏ thôi. Ngon. Việc quay cứ quay rồi mình rót rượu mà mình có làm gì đâu. Cháu cứ tự nhiên nhá. Không phải là... Ăn vào tha. Đấy, ông gầm gần hết rồi. Ông gầm khỏe thế, gần hết rồi. Đấy. Bây giờ mới điện rồi. Nóng canh gì hết. Kéo là anh còn là cậu tám thằng ăn muộn rồi. Ừ, không. Rất sớm này, rất sớm thế. Bác phở đã xơi xong cái tỏi. Tay hiến lại dùng nhau. Tao lại không đuôi, không có đuôi à? Lại là mà hai chậu thau bia. Cái đuôi chặt ăn hết à? Tôm xào chả biết ăn sáng. Ra ăn cũng gần xong rồi gọi vào sân chó. Kéo chậu khóc kinh đi. À, ăn đông ăn tây. Chú biết người nhà mời bốc biển nhá. Rồi, chú Xuân mời bốc biển. Hôm nay mát mẻ thằng người. Hôm nay mát mẻ thằng người. Hôm nay ngày mát dài. Cảm ơn, thứ nhất là cảm ơn bà nhà mình. Đấy, nuôi được con chó hơn yến là thịt, những cái chó ré này ăn là ngon. À, nuôi được con chó ré là con cháu là cứ... Chẳng qua con cháu thì cũng đền lưỡi, chẳng cái tặng cái chả chỉ có thịt cả. Bà nuôi đầy. Ôi, từ xưa nay con cháu là bà nuôi, con cháu ăn đã mời có thể nào chứ nhỉ? Có vị rượu rồi đấy. Bây giờ có mỗi bác Xuân mời đầu tiên. Cả công. Mời bác Phấn. Ngon. Một măng chết, ba cái để ý rồi. Ba để ý mất không? Ủa bác. Em ơi, thế em múc. Hết tục, mất hết thì. Ba cái đấy là không thấy em nào mời ra là ba cái buồn. Có vào nhà xong rồi không cái tầm có hết mà. Đến chanh này vẫn còn chanh này để tính mang cái chanh này. Chanh cứ đầy trong tủ. Không mời em tu à. Nào mời ông. Đấy, mời ông kia. Đây rồi. Không đưa ông đi làm. Đây rồi, mời ông. Mời ông cái đi. Đấy rồi, chúc ông sức khỏe. À dạ, em bé kì, mẹ trướng. Không, không, không định em bé mai nó mới cho đi nhậu. Ông mà bèo tấm nó dính cái má. Nào về bèo tấm nó dính cái má. Phải nghe chú Xuân mà tên nào, thôn lắm. Rồi ông uống đi thôi, mời ông cầm lâu thế. Bé ơi, mẹ nên bố chồng nào. Có đi em bé ơi, phải chỉ tinh vào. Đấy, chúc ông sức khỏe. Thế rồi, nào. Vợ cho đi thoải mái, lợi dụng vào cứ bảo sang đây ra ngoại sang Bắc biển. Đúng không? Hai bố con cứ tự nhiên. Hai bố con đâu? Hai anh em. Hai anh em. Hai anh em cũng tự gặp. Hai anh em cũng tự nhiên. Đánh tráng. Đánh tráng với nhau. Dùng quá rồi, vui. Vui quá rồi. Nếu thế thì chua lắm rồi mà anh nhận lại. Ngon là cái chân chua ngon đấy. Chân chua sang có nghĩa này là chân màu. Cái dâu ông để giống bác hay để cái như nào được? Cứ để giống bác ấy. Cái này là vâng. Ngoại hình vui đấy. Sao anh hướng đi. Cháu này mời ông. Rồi. Đấy, cháu này đang mời ông đấy. Và tháng nữa là cháu mời cụ. Mày đừng nói giá rồi chẳng. Mày đừng ngầm thế. Cái gì ra cái đấy. Tôm chúc một canh nữa hơi. Mời cả nhà nhá. Hai anh em thịt chó chấm một canh. Rồi, bên một canh. Quá cơ. Một canh uống đi còn gì nữa. Đấy. Vừa bão rồi đi. Nào, nắc hai em ơi. Hai phe một canh và phe mắm tôm. Thế là phải rõ ràng. Ăn đi ăn. Mình răng kém ăn miếng này nó mềm. Đúng rồi. Đu đủ hầm sức chó. Ông vừa thằng này với thằng này. Mày thằng này để thằng này là chị gái tao. Đấy. Chị đang ống. Gọi là tao là em. Tao mày. Bên mà mắm tôm ra lưu bên bột canh này. Đấy, mắm tôm ra lưu bột canh. Nào, nào, đây là giao lưu. Giao lưu rồi. Mắm tôm giao lưu bột canh nào. Mắm tôm giao lưu bột canh. Năm kiểu. Ăn uống cái kiểu này sao lại còn đi mắm tôm giao lưu bột canh này, tôi đã chịu không? Hết trò. Nào mắm tôm giao lưu bột canh. Hôm nào gặp một nào nó mắm được không? Ờ, nó mắm lên trong. Giao lưu bột canh.
Ok à? Đại, đại, đại. Đây, 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 đây. Ở đây nào? Ok à? Đây, đây, đây. Đây, bắt tôm với một canh. Cái da được, cái da được. Cái da mà nó trắng mãi mãi là yếu. Da như thế là đúng. Sơn sơn. Da thế là da. Hôm nay cả chồng có đủ. Đi vào có một karaoke hôm đấy. Cứ cả chồng có đủ. Gọi là da cá sấu. Rượu nắm không chịu được. Uống rượu như qua văn trường. Nào bác nó biển đâu rồi vậy? Tôi nói là đúng đấy. Thì có biết là đây là có đâu, nó đi này là cãi gì nữa. Thì em cứ đi không kêu đâu. Cái mày cứ khóc với nhỉ. Hôm nay cái gì cũng khóc mày cứ đi uống luôn. Tôi khóc ở mầm mình rồi. Nó đúng bả rồi, tí lại sang bên mày. Tôi nào là đủ. Thì bố này. Nào là đủ. Ý nó bảo thế rồi. Em biết rồi đây sáng nó đéo đi nữa. Tôi tăng 7 triệu thì đi ở mầm. Ừ, đi về đây ăn bữa cơm anh em nó. Cháu nó mời bác. Cháu nó mời bác. Đấy, đẹp da đẹp lên cơ. Đúng rồi. Cháu mình cũng còn thế mà. Đấy, họ mình mà. Họ nhà mình được cái là tình cảm. Tình nào? Nó gần gũi. Cái này là cái áo 16 ra mà chuyển sang dưới bật. Cái sướng. Người ta đặt cái 17 mà sang 12 là tạo đi rồi. Đúng rồi. Cái gì đẹp mà cứ nhà mình á. Họ mình á. Cháu rằng nộ, đổ tạo theo nộ cho tấp. Rồi đây là cái gì đẹp từ 12 thành 14 rồi. Thế là 12 thành 14 rồi. Bố mày đang 17 thành 12 được rồi. Vâng. Được rồi. Bắn rồi. Nelson. Nelson. Từng nào. Đó. Đấy. Mình làm cái đi. Nắc với ông và mầm thế kìa. Phải nhau tí hết nhá. Đấy, chúc sức khỏe. Ông cho phép cháu là một tay giật, thằng này thôi không phải này nữa. Rất là tình cảm. Một tay giật. Không hiểu biết. Không phải hai tay nó thì nhập đó. Hai tay nhiều khi nó bất tiện. Hai tay nó mỏi như thế, ý là dần một tay nó mỏi, cháu mới đứa hai tay. Tao nghĩ là một tay là một cái chống được cái này, hai tay là không chống được, không là ngã. Khi thằng dần mạnh cái là ngã. Ngã. Chống à. Bị giờ bỏ hết rồi sao ấy. Này chú nghĩ sờ cái tỏi. Cho tôn trong lòng rồi, cái tay lương tâm rồi. Đỡ hai tay đỡ ông lên, mà một tay. Thôi thôi, được cay. Nhiều hút quá nhỉ. Cay. Bằng nghĩa đi. Cổ quá. Cổ quá từ nãy giờ nữa rồi. Trong này vậy nhá. Xin phép ông nhá. Sáng rồi. Bút cho các bạn nhá. Đấy. Rồi, cứ sơ rồi. Bây giờ tôi ăn. Anh sờ nhìn cái đồng hồ vàng cũng đẹp. Ôi giời. Đẹp quá. Có trời đấy. Mà để cho ông ở đấy cho ông giả thiệu hai. Và là anh hai. Anh hai đấy. Không phải cậu. Cậu với ác còn anh hai. Ôi giời. Ôi giời. Không phải con trai. Ngon quá. Cái gì cái bà làm cái gì lặng ống. Ngon rồi, ngon rồi. Đẹp. Đang ngon. Cái đang ngon kìa nào. Cái gì đâu mày hầm cho vợ mày ăn nào bác đừng nghe ông bác phở ăn phá ra chứ cành để nghe sáng dậy ra xúc thôi được rồi cho anh và anh từ tí nữa mời về nhà nhá rồi bác phá này thịt chó thích cành cày nhiều cành cày đỏ rực nhá đồng đặc đồng quá đủ rồi mẹ tay mình làm tay mình nhắm đấy từ mình thử với ông còn ông tiếp cho rau hai ông con mày ôi đồng đặc luôn nhá làm pha nữa cho nó hấp dẫn ăn lên não rồi. Ông nói đây làm hầm nhai mới tự xử. Nên ăn chút tí đấy. Ông bảo năm nay là ông là ăn cỗ to. Ok thằng nó đấy. Ông cứ nhắm lên. Nào đến đâu? Đến đến đâu? Đến đâu? Đấy đấy đấy. Thánh ăn tiếp canh 70 tuổi. Hai ông còn vẽ cái ông chẳng quọc luôn đấy. Ui giời, ngon quá. Phát nước đi ông nào, phát nước đi. Ôi giời, làm hai phát. Rồi, cháu làm miếng thưởng thức cái món tiết canh cầy. Quá tuyệt vời. Quá đông đặc. Ôi giời ơi, ngon tuyệt vời. Đấy. Ăn nữa. Tiết canh cầy ăn là nó mát rồi. Thế cũng sống hoang dã hết được. Rồi, đến bao phẩn, à bao biển. Nào, bác phở nằm miếng đi. Ngăn này, cắt này. Thế, há to nào? Ờ, há to này. Búp bê, đông đặc này. Ông rắc. Xé rau túi bụi. Xé rau túi bụi. Rau mơ sẵn cả vườn. Rau mơ cả vườn thì thoải mái ăn. Thế rồi. Đấy, bác cái sơi vài miếng ăn liền như này. Lo tí cành. Chuẩn đông đặc, mát. Ôi em bóc biển giao lưu một cái nhỉ? Rồi, quá tuyệt vời. Từ đầu bữa nó cứ bảo bao lần rồi. Đấy hôm nay đây toàn thịt con cầy cả nhà. Một con cầy hơn chục cân. Đấy để làm cái clip để chia sẻ cho đại đình xem. Mọi người cho một like và đăng ký để theo dõi những video mới nhất của Lê Toàn úp lên kênh. Đấy để Lê Toàn có thể ra những clip hay nhất để gửi tới đại đình. Rồi chào đại đình cả nhà. Chào cả nhà nhá. Rồi. Rồi, thank you mọi người rất nhiều. Gia đình của anh em nhà mình hẹn cả nhà đi sau nhá. Hôm nay là thịt chó lỗ rồi. Rồi, thank you mọi người. Gầy mát mẻ. Mát mẻ.